Ui quê thiệt mọi người ơi, tính ra đây là quán bánh mì chảo ngon và rẻ nhất quận Bình Thạnh mà giờ mình mới biết. Mà cũng phải thôi, quán nằm trong con hẻm nhỏ nên cũng ít người để ý. Ê mà ngon thiệt nha mọi người, ngon thiệt nha. Hôm nay lướt TikTok thấy hot TikToker Phụng Lai review về quán này, mình cũng thật sự rất là tò mò nên ghé qua ăn thử. Rồi vào quán nhìn cái menu mình mê thật sự, chỉ từ 30.000 mà các loại cá viên chiên, mì trộn, cơm trộn, bánh mì chảo có hết. Anh chủ quán gốc là từ đầu bếp ra nên sơ hở là anh đưa món mới lên menu. Nay đi ba người mà chỉ còn có 200.000 dính túi à. Tụi mình nhờ anh chủ setup ảnh ra tới 6 món luôn. Tới quán bánh mì chảo tất nhiên là phải gọi bánh mì chảo rồi. Mỹ xào bò, cá viên chiên nước mắm, bánh mì xào gà xé, tré trộn rồi cơm cháy pate. Khi mình ăn miếng đầu thật sự là mình khuyên mọi người không nên đến quán này nha, vì có thể gây nghiện đó. Bỏ qua bánh mì chảo thuộc hàng best seller của quán thì hôm nay mình recommend món bánh mì xào gà xé. Trời ơi ghiền thiệt, bánh mì được nướng lên nóng hổi sau đó được quán cho nào là pate, mayonnaise rồi cuối cùng là gà xé. Fan nghiền béo như mình thì đâu dễ gì mà bỏ lỡ. Rồi cơm cháy pate, món nào ở quán mà dính tới pate là mình nghiện nha. Thiệt với 200.000 mà 6 món này mình nghĩ cũng phải 4 người ăn mới hết. Còn tré trộn, cá viên chiên nước mắm rồi mì ý xào bò nữa nè, món nào cũng xuất sắc hết nha. Kết sổ làm ly trà dâu là y bài. Và đây là bánh mì chảo ăn ăn. Địa chỉ 282/1 Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh.